Xin chào tất cả quý vị các bạn, và hôm nay tôi chia sẻ với các bạn, đây là một video hiếm nhá. Và tôi là Mạnh Ô Tô, và ở cái video lần này tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn về một cái dòng xe mà thực ra tôi nói là cái dòng xe này là ở thị trường nó rất là hiếm, đó là dòng xe Kia Carren, một trong những dòng xe mà nó cả số sàn và số tự động. Nhưng mà đây là một con xe số sàn, nó ăn vô cùng ít nhiên liệu, và nó là một trong những cái dòng xe mà cũng được săn đón khá là nhiều. Tôi nói là săn đón khá là nhiều bởi vì nó tiết kiệm nhiên liệu, và là một cái thứ hai nữa là nó rẻ hơn đối với dòng, ví dụ như cùng so với Everest và tất cả dòng khác thì nó rẻ hơn Everest rất nhiều, nhưng mà đi cũng tôi nghĩ là đi nó khá là thích. Chiếc Kia Carren này nó là một chiếc xe mà tôi đã từng test thử và tôi cũng đã từng chạy thử. Nó là một chiếc xe Kia Carren mà tôi nghĩ rằng là để mà chạy trên đường nó khá là tốt. Với cái tầm tiền như vậy thì đối với dòng Kia Carren này, máy của nó là máy dầu và nó chỉ tốn đâu đó khoảng 7 lít dầu cho đến 7 lít rưỡi dầu. Đấy là một điều vô cùng tuyệt vời của dòng xe này. Chiếc xe này ăn dầu ít như chiếc xe Captivan, nhưng có một điều vô cùng tuyệt vời hơn, đó là chiếc xe này nó chạy, tôi cảm giác rằng nó thích hơn. Nó thích hơn, nó thể hiện ở cái điều gì, đó là khi mà tôi chạy trên đường thì độ ồn nó giảm đi là một cái, thứ hai là máy nó êm hơn. Đối với dòng xe mà máy nó dầu ấy, thì chúng ta biết rằng là dòng Hyundai vẫn là dòng đỉnh cao nhất, nhưng bên cạnh nữa thì những cái dòng xe như thế này tôi thấy rằng là nó cũng là một trong những cái dòng xe mà máy nó khá là êm. Thì tí tôi sẽ nổ, một vài giây phút tới tôi sẽ nổ cho quý vị các bạn cùng xem, thì chúng ta sẽ đi chi tiết về những dòng xe này. Và tôi sẽ hôm nay nhân tiện đây là tôi cũng sẽ review luôn cái dòng xe này để cho quý vị các bạn biết luôn cái dòng xe này, và để có cái tài liệu cho quý vị bạn tham khảo. Thưa quý vị các bạn, và đây là chiếc Kia Carren. Thì chiếc Kia Carren này về cơ bản tôi nhìn form dáng thì nó giống với dòng máy xăng thôi, nó không có điều gì khác biệt nhiều, chỉ khác đó là con xe này nó là máy dầu. Và đối với dòng Kia Carren máy xăng thì quý vị bạn biết rằng nó ăn xăng, nó cũng khá là tốn nhiên liệu. Nhưng đối với dòng máy dầu này thì nó có vài yếu tố. Thứ nhất là cái la răng của nó, cái dòng đời 2008 la răng nó khác đôi chút, và một vài hệ thống trong bên trong nội thất nó có khác. Và điều đặc biệt là khi chúng ta nhìn thấy rằng toàn bộ ở cái phần đằng sau và phần tem mát trên máy luôn là nó ghi luôn là CDRI luôn. Thì dòng Kia Carren này chúng ta biết rằng là nó là dòng xe 7 chỗ. Và hôm nay tôi quay đây là buổi tối, vì thời tiết của ngoài Bắc vào thời điểm này rất là nóng, cho nên là tôi sẽ làm nó vào buổi tối cho nên nó mát. Thì chiếc Kia Carren này là một chiếc xe mà hoàn toàn xe là nguyên bản, và phần sơn thì tôi cũng có đánh bóng và một vài chỗ cũng có sơn tỉa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là toàn bộ phần la răng và hệ thống lốp phanh đĩa 4 bánh. Đối với dòng xe mà 7 chỗ mà phanh đĩa 4 bánh thì nó là một điều khá là thú vị. Là bởi vì ví dụ như Innova, Ford Everest thì đều là chỉ phanh đĩa có 2 bánh thôi. Nhưng mà riêng dòng này, dòng máy dầu Kia Carren này thì lại là phanh đĩa 4 bánh. Và chúng ta nhìn thấy rằng là về nội thất thì ông chủ này ông có lắp thêm một vài những cái đồ chơi, ví dụ như là cái phần mạ lắp này là phần, tôi nghĩ rằng nó là phần đồ chơi thôi, nhưng mà nói lắp lên nó cũng tạo nên nhiều những cái đường nét, tạo nên sự sắc sảo về con xe Kia Carren này. Và dòng Kia Carren này thì quý vị bạn biết là nó có điều nó khá là đặc biệt, đó là nó cũng là điều hòa tự động luôn và có cửa nóc luôn, nhưng lại là máy dầu. Cửa nóc của bác Carren này đây, cửa sổ rời. Cái phần táp lô của cái con xe Kia Carren này, nếu như nói về cái dòng xe mà máy xăng thì nhìn nó, tôi nghĩ là nó không đẹp như dòng máy dầu. Và dòng máy dầu thì tôi có vẻ cảm giác tôi nhìn thấy rằng nó sẽ có cái điều gì đó, nó cái đường nét nó sắc sảo và nhìn nó chắc chắn, nó đẹp hơn. Thì đối với chiếc Kia Carren này nó là số sàn. Thì Kia Carren này đối với nhiều những cái dòng xe thì có cả là dòng số tự động và máy dầu, và có cả xe nhập và có cả xe Việt Nam. Thì đây là một chiếc xe mà nó là số sàn. Cái điều nó khi số sàn ấy thì chúng ta biết rằng nó vừa tiết kiệm nhiên liệu, bên cạnh nữa nó lại là dễ dàng để cho chúng ta có thể là chạy dịch vụ. Đối với cái chiếc Kia Carren này thì nó, chúng ta nhìn thấy là nội thất của phía đằng sau, nếu mà để mà chúng ta ngồi thì nó rất là rộng. Tôi thấy rằng là toàn bộ cái phần táp ly này, và khi tôi bước lên trên xe, tôi bước vào trong xe này, từ cái táp ly cửa tôi bước vào trong xe, chúng ta nhìn thấy rằng nó rất là rộng. Và cái ghế này nó kéo cả cái ghế này lên luôn. Cái không gian này thì tôi thấy rằng là nếu mà để chúng ta đi 5 người mà lại là máy dầu như này thì vô cùng tiết kiệm. Đối với cái dòng xe mà
Kia Carens này thì tôi cảm thấy rằng nó có cái yếu tố mà tôi cảm thấy không thích cho lắm, đó là nó không có điều hòa ở trên cửa, trên trần này. Nó không có điều hòa trên cái trần này. Nó không điều hòa trên trần để xả cho người thứ hai, người thứ ba. Nhưng nó lại có cái điều hòa ở dưới bên gối dưới, tức là điều hòa bên cửa sổ ở cho bên dưới. Đối với đằng sau thì nó lại có một cái đường cửa gió đằng sau nhưng rất nhỏ, không đáng kể, cho nên là đối với dòng xe Kia Carens này, về tiết kiệm nhiên liệu và về chạy dịch vụ và để đi gia đình thì cũng là một điều khá là thú vị và tuyệt vời. Nhưng có cái điều tôi cảm thấy rằng là nó không được hài lòng cho lắm đối với cái dòng xe này, là đó là không có cái hệ thống điều hòa ở dành cho hai người, cái cửa sau, cửa cuối cùng. Thì chúng ta phải cần phải tăng tốc ở hai hệ thống điều hòa đằng trước, cho nên là những cái đó nó cũng không phải là vấn đề cho lắm, bởi vì là nó đã được rất nhiều những cái ưu điểm khác rồi. Đối với con xe Kia Carens này, đây là một chiếc xe nó khá đẹp, quý vị bạn nhìn thấy chưa? Về ban đêm tôi cho quý vị bạn nhìn thấy à, nó táp lô nó cực kỳ đẹp, và toàn bộ phần nội thất ở đây. Quý vị nhìn thấy buổi tối và chiếc xe này, nó là một chiếc xe đẹp, cho nên là nó rất nhiều yếu tố mà con xe này tôi cảm thấy nó cũng khá là ưng ý. Tuy rằng là với cái điều hòa như vậy, nhưng tôi nhìn thấy con xe này được nhiều những yếu tố, nhưng mà nhiều những cái ưu điểm hơn là so với những cái, một vài những cái nhược điểm của nó như vậy. Chúng ta sẽ đi qua một cái phần máy của chiếc xe này xem nó như nào. Thì đây là toàn bộ táp ly cánh cửa này và toàn bộ phần cửa, thì chúng ta nhìn thấy chưa? Đó. Khi mở lên nó khá là hầm hố. Với cái tầm tiền mà chúng ta khoảng để mà có khoảng 300 triệu thì hoàn toàn chúng ta khó có thể có lựa chọn nhiều. Để mà lựa chọn nhiều, ví dụ như là dòng xe máy dầu ấy, thì tôi biết là trong khoảng thời gian qua có rất nhiều người liên tục hỏi tôi về cái dòng máy dầu và kiếm được cái tầm tiền máy dầu làm thế nào đó để có thể là ví dụ như là Ford Everest hoặc là Isuzu hoặc vài cái dòng khác. Nhưng mà đối với dòng máy dầu thì tôi biết rằng cái dòng Kia Carens này là có dòng máy dầu, nhưng mà thời điểm trước thì có rất là khó tìm, thi thoảng nó mới tìm đến những chiếc xe Kia Carens máy dầu thôi, và có những con số sàn, những con số tự động. Thì hôm nay chia sẻ với những con này thì nó đối với chiếc xe này thì nó rất là thông dụng về cái vấn đề ở thị trường là cái dòng xe Kia Carens, nhưng mà dòng máy dầu thì nó ít hơn. Và nó là một trong những cái dòng xe mà nó ăn tiết kiệm nhiên liệu. Các bạn thấy chưa? À, nếu mà để mà nói là nó khi nổ lên, để mà nói là khi nổ lên thì chúng ta biết là thậm chí là nó còn nổ nhỏ hơn cả là Fortuner. Đây là ban đêm. Thời điểm này là thời điểm lúc khoảng 9 giờ hơn rồi. Mà quý vị biết là đây là ở cơ sở thứ hai của tôi, thì ở đây là nó rất ít người và không có xe, cho nên là cái tiếng nó nổ như vậy, nếu như chúng ta ở một nơi ví dụ như ở xưởng ở bên nhà tôi thì hoàn toàn là chúng ta nghe là không cần, như là tiếng nổ nó giảm đi rất là nhiều. Thì đó là cái yếu tố mà con xe Kia Carens này nó mang lại, đó là những cái điều rất là tuyệt vời. Đó là máy dầu là rất là tìm, rất là khó. Thì nó là đây là một chiếc xe nó khá là đẹp, thì quý vị bạn có thể lựa chọn và có thể tham khảo. À, chia sẻ với quý vị bạn thì chiếc xe này thì đèn của nó cũng khá là sáng để dành cho buổi đi ban đêm. Chúng ta biết rằng là ở hai đèn phía dưới đó là đèn sương mù, hay gọi là đèn, tôi gọi là đèn tét, tức là đèn đi bắt đầu lúc chập choạng buổi tối. Thì đây là nó được thiết kế khá là sáng, và bên cạnh này, bên ngoài thì nó là hệ thống, nó là một đèn bi, và bên trong nếu đèn pha cốt nó là một đèn vàng. Thế thì đèn bi là để cho xoay gần và chúng ta đi ở cái khoảng gần, còn nếu đèn pha này thì nó sáng là như vậy, thì để cho chống đèn vàng chúng ta để cái đường chúng ta đi nhìn nó rõ hơn là một. Việc thứ hai là nếu như chúng ta mà đi vào thời điểm mà nó có sương mù, thì đối với chắc là trong miền Nam thì cái điều này nó ít, nhưng đối với miền Bắc thì tôi biết rằng là một vài những cái tỉnh, ví dụ như là có thể là Cao Bằng, có thể là Hà Giang và một số những tỉnh như Sơn La, Điện Biên, thì những cái vùng đó là những cái vùng mà tôi thấy rằng sương mù nó khá là nhiều, cho nên là để phục vụ được những cái yếu tố như vậy thì nó là rất cần những cái đèn vàng như vậy để chúng ta có thể là dễ dàng đi được. Thì đây là một chiếc xe đèn như vậy. Màn hình âm thanh bên trong nghe khá là tốt, hệ thống loa của bốn cánh
tôi nghĩ rằng là âm thanh của con này xe nó để chúng ta có thể đi. Tất nhiên rằng là để so với cái dòng xe nhiều tiền thì chúng ta không bình luận, nhưng với xe ít tiền thì âm thanh như vậy tôi có thể chấp nhận được. Đó là cái video tôi chia sẻ cho quý vị và bạn về cái dòng xe Kia Carrera này. Và nếu như quý vị nào đang đi cái dòng Kia Carrera máy dầu này đang ăn khoảng bao nhiêu lít và nó có những cái điều gì mà quý vị các bạn mà có thể là đã phát hiện ra, có thể là nó sẽ ưu nhược điểm, thì quý vị có thể comment bên dưới cái video này để cho chúng ta cùng biết về cái yếu tố như vậy để có thể dễ dàng hỗ trợ những người đang dùng cái dòng xe Kia Carrera này nhá. À, đấy là cái điều mà tôi mong muốn rằng quý vị sẽ chia sẻ ở đây. Và tôi rất mong muốn rằng như này, những người nào mà khi mà xem cái video này có thể là cũng có thể là muốn về cái dòng xe này thì cần tôi tư vấn bất kỳ điều gì, quý vị các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại trên màn hình, và quý vị các bạn cũng có thể là gọi điện trực tiếp và có thể nhắn tin qua Facebook, qua Zalo, qua email. Qua Facebook, qua Zalo thì quý vị các bạn có thể search số điện thoại trên màn hình, hoặc qua Zalo, qua Zalo số điện thoại trên màn hình, và tôi sẽ tư vấn cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên rằng là chia sẻ cái video này nha, chia sẻ cái video này vì rất nhiều người cũng đang cần những video giống bạn. Và đừng quên là đăng ký kênh, khi tôi phát video quý vị là người nhận được video đầu tiên. Cảm ơn quý vị, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những cái clip tiếp theo. Rất mong sự ủng hộ của quý vị các bạn, và xin chào.